Mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù đã được quy định cụ thể trong nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16. Theo đó, các dự án được hỗ trợ thuộc danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Tổng mức đầu tư không vượt quá 5 tỷ đồng, có thiết kế kỹ thuật không phức tạp do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí quản lý dự án. Đối với các dự án giao thông, chứ công trình phòng hộ trên đường giao thông nông thôn, thực hiện theo nghị quyết số 22 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, khu thể thao, nghĩa trang, bãi rác, công trình phòng hộ trên đường giao thông nông thôn, bằng 1% tổng chi phí trực tiếp thực hiện dự án và không nhỏ hơn 5 triệu đồng một dự án. Kinh phí hỗ trợ thuộc tổng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án.